gì đó, chồng tôi giỏi lắm, mời khách. Đây là Chanel của em đây. Mỗi chai như vậy chế nào ra ngoài mua được với cái giá 500 khoai. Em về em trả tiền gấp đôi luôn. Mua về xịt không thơm cứ việc tìm em luôn. Trời ơi em ơi, em trúng nước hoa, em trúng có con chai phấn à. Mà em kêu chế gửi cho em rồi tự nhiên cái trúng hàng xong rồi chế phải đi trốn tiêm 150 tiền ship nữa cho em hả? Đâu có em. Em trúng, thí dụ như em trúng mà em có mua hàng bên chế thì chế mới gửi cùng được. Còn như bữa em mua hàng của chế là chế gửi đi trước rồi rồi em mới trúng sao thì nó vẫn còn ở đây nè. Thí dụ như em muốn chai đó, ok em chịu tiền ship chế gửi cho em. Ok không nè? Chứ tự nhiên bây giờ em trúng hàng, trúng chị đã mất tiền ra mua quà cho em trúng mà tự nhiên em kêu chế ship cho em nữa chắc chế chết. Trời ơi, làm ăn gì thua lỗ dữ vậy? Không được nha. Thí dụ như em trúng mà em có hàng ở đây mà chế không gửi kèm á thì em nói vậy chế chịu. Còn này em trúng nhưng mà hàng em không có ở đây là một nè, rồi hai nữa là hàng của em mua chế là chế gửi đi trước sau đó chế mới trúng. Trời ơi đâu có đâu em đâu có nhắn tin cho chế tự nhiên trúng món quà để chà bá thì em cũng không nhắn tin cho chế, em cũng không gì hết thì tất nhiên là không có quà rồi em. Tự em phải nhắn tin cho chế hay gì đó chứ, tự nhiên em trúng xong rồi chế chứ em không có mua hàng đây rồi từ hồi đó giờ luôn không có mua hàng đây. Chia sẻ trúng là người ta tự tìm chế. Ừ hôm nay tôi cũng mua hàng tôi trúng á, thôi ra nè mấy cái chị gửi cho em đi rồi em chịu tiền ship hàng sau đó đúng không? Còn cái này tự nhiên giờ cái em không có nói gì chứ sao thế em nói với em, rồi không lẽ chế gửi đi ngang vậy rồi tự nhiên cái vô người ta xô thu 150 tiền ship, trời ơi là chết luôn á, tự nhiên cái chế bị chửi ngang.